Đến với chương trình chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Long Giang, vừa nhận được sự chấp thuận của lãnh sự Singapore. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với em Long Giang nhé. Chào Giang. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Chào mọi người, mình tên là Trần Long Giang, năm nay mình 21 tuổi và hiện mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình sở thích của mình là chơi thể thao vào lúc rảnh rỗi và hay là tò mò về các vấn về đồ điện tử, vi tính. Thực ra lúc đầu mình tính đi là New Zealand và mình tính tự làm cái app line của mình, nhưng mà sau khi tham khảo trên mạng mình quyết định chọn trung tâm Tân Đại Dương, gửi gắm trung tâm Tân Đại Dương để hoàn thành hồ sơ cho mình. Lý do tại sao em chọn Singapore làm điểm đến để du học? Singapore nó rất gần với lại Việt Nam, và em bạn bè em bảo là Singapore nó có khí hậu rất là giống Việt Nam, rất là giống thành phố Hồ Chí Minh, và có rất nhiều người châu Á nên em nghĩ là em có thể thích nghi nhanh hơn, và có thể thời gian rảnh thì em có thể về Việt Nam để thăm gia đình. Qua bên sinh thì mình sẽ học cái ngành gì bên đó Giang ha? Em qua bên sinh em sẽ học ngành truyền thông marketing. Truyền thông marketing là một ngành có thể gọi là mới ở Việt Nam. Nó sẽ có em tin là nó sẽ phát triển, dù là trong cái thời điểm này kinh tế hơi trì trệ, nhưng mà ngành truyền thông marketing vẫn có chỗ đứng để phát triển và có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương như thế nào? Dạ, được tư vấn rất nhiệt tình và hồ sơ được hoàn, em chỉ cần nộp một số giấy tờ đơn giản là trung tâm sẽ giải quyết hết tất cả hồ sơ cho em. Em được chị Cẩm Ly là hướng dẫn trực tiếp cho em, và bất cứ có một cái thắc mắc nào em gọi cho chị Ly đều được chị giải đáp rất là nhiệt tình. Hồ sơ thì hoàn thành rất là nhanh chóng, trong vòng chỉ khoảng 3 tuần đúng với là em đã được nhận được kết quả để được chấp thuận đi Singapore. Cái dự định trong tương lai của Giang thì sau khi học xong đi Singapore thì như thế nào? Nếu mà có thể thuận lợi thì em tính là sẽ học tiếp thạc sĩ bên Singapore. Còn vấn đề việc làm thì em nghĩ nếu tìm được việc làm ở Singapore rất tốt cho kinh nghiệm của em, nhưng em mai mốt em sẽ trở lại Việt Nam để có mất về đất nước. Rồi, chị cảm ơn chia sẻ của Giang nha. Chúc em với Singapore học tập thật tốt với đó ha. Dạ, và vừa rồi thì các bạn cũng vừa lắng nghe chia sẻ của bạn Giang về cái quá trình làm hồ sơ của mình thì như thế nào. Và để được hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục hồ sơ du học Singapore hay là điều kiện đầu vào của các trường như thế nào thì các bạn hãy gọi ngay số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080 để được các tư vấn Singapore của Tân Đại Dương hỗ trợ cho bạn.